đặc sản này mặc dù ở miền Tây nhưng mà cũng rất là hiếm có được một con mà to như vậy. Hôm nay con này được bắt ở ngoài đồng và nó được 900g. 900g rồi, sau khi là mình mần ra rồi thì sạch sẽ hết rồi thì nó còn khoảng là tầm là 650g. Các bạn nhìn thấy nè, nó rất là ngon. Các bạn nào từng thưởng thức rồi thì cái món này là đặc sản nha, hiện đang hot nhất ở miền Tây. Ở trong các cái quán nhà hàng đó, người ta là quay như là heo quay gì và bán sẵn. Và để làm giống trong nhà hàng thì cũng không thể thiếu phần cái cách làm cái món này. Đó. Và người ta đã làm cái món này để lại cái phần da này để mình quay cho nó giòn lên đó. Và cái con này là con chuột cống nhum nha các bạn, chứ không phải là thường các bạn đi ra chợ mà mua đó, thì mình nên để ý con chuột cống nhum á là cái gan của nó màu đen, còn nếu các bạn mua mà cái gan mà nó màu trắng là không phải chuột cống nhum nha. Giờ thì mình sẽ bắt tay vào ướp để sao cho cái món này nó hoàn hảo. Thì bạn sẽ dùng cho mình là 2 muỗng cà phê bột ngọt. Mình sẽ dùng là 2 muỗng cà phê bột ngọt và gần nửa muỗng cà phê muối, gần nửa muỗng thôi nha, có nghĩa là 1/3 thôi, 1/3 cà phê muối thôi và một ít tiêu. Thì ở đây sẽ có là tương cà thì bạn sẽ dùng đó là 1 muỗng tương cà và 1 muỗng tương ớt, 1 muỗng cà phê tương cà và hơn 1 muỗng cà phê tương ớt nha. Thì sẽ thêm đó là một ít tỏi, đây các bạn có thể nhìn thấy là tỏi này ha, và đường phèn thì hôm nay mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê đường phèn, một lát mình sẽ tán nhuyễn nó ra. Và cuối cùng cái phần quan trọng nhất không thể thiếu đó là rượu mai quế lộ. Cái món này mình sẽ đặc biệt sẽ làm rượu mai quế lộ thì cái món mình sẽ ngon hơn và khử tất cả những cái mùi tanh đó, và cái món mình nó sẽ thơm hơn nữa. Này, rượu mai quế lộ thì sẽ dùng 1 muỗng canh rượu mai quế lộ, không cái gì có thể thay thế. Các bạn có thể thay thế ngũ vị hương, nhưng ngũ vị hương sẽ không có bằng rượu mai quế lộ cho cái món này nha. Rồi giờ sẽ bắt tay vào ướp ha. Thì để ướp cái phần này á, mình sẽ cho hết hoàn toàn những cái nguyên liệu hỗn hợp lúc nãy vào. Đường phèn này một lát mình sẽ đâm nhuyễn ra. Để cho dễ tan đường. Cho luôn cái phần rượu mai quế lộ này vào và trộn đều lên. Rồi giờ thì sẽ ướp cái con này ha. Ướp nó. Sau khi các bạn ướp đều hết rồi, xo bóp một lát nữa thì mình sẽ mang bao tay vào và xo bóp cái nước này cho nó thấm hoàn toàn vào đây hết. Thì các bạn đậy lại và đem cho vào trong cái ngăn mát tủ lạnh đó khoảng 1 giờ đồng hồ thì mình nướng nó mới ngon được nha. Cái công đoạn này rất là quan trọng, nếu mà ớt mà đem nướng liền thì đảm bảo nó sẽ không có ngon, phải đem bỏ vào trong cái ngăn tủ lạnh 1 giờ đồng hồ hoặc là 2 giờ đồng hồ càng tốt ha. Sau khi ướp 2 giờ đồng hồ ở trong tủ lạnh thì đem ra mình sẽ chắc cái nước, lấy cái phần nước lại để một lát quết lên ha. Đây là nước, để một lát nước để thấm vào trong nước mình ướp đó, lát nữa để quết lên. Còn cái phần này thì mình làm để quay nè, lát nó quay cho nó vàng, nhìn rất là ngon nha.
rồi bây giờ chuẩn bị nhúng than lên, nhúng than lấy than. Rồi bây giờ bắt đầu để lên. Lát nữa cái nước quết đó là đem ra quết từ từ lên. Nhưng mà lát thì nó khô nó vàng lại á. Lật lại nó vàng nè, quá vàng nè. Chuẩn bị lấy cái chén nước sốt lúc nãy ra cái quết lên. Quết lên cho nó ướt, ướt nhiều lát nó mới vàng. Cái này muốn ngon nữa là lấy một cái cục bơ á, cục bơ để vào đây cho tan chảy rồi quết, quết thêm bơ hoặc là dầu ăn bỏ vô thêm. Bơ ha, quết bơ nữa nó mới ngon. Cho vào chén quết nữa, nãy mình sẽ quết thêm bơ nữa. Nó chưa có tan, nào nó chảy ra đó, mà mình mới lấy trong ngăn đông nó ra nè, quết lên. Đó, ôi ôi thơm lắm luôn á. Cuối cùng thì nó hơi đen tí vậy các bạn ơi. Quét thêm bơ lên. Cái da nó phồng ra, mình quét bơ cái da nó nọt, nó văng văng ra. Bây giờ có thể là đã thưởng thức được rồi đó nha. Rất là thơm luôn. Heo quay không bằng luôn á, bởi vì heo quay nó bự, mình ốp nó đâu có đều hết được, còn cái con này nó nhỏ, mình ốp mình quét cái nó đều hết. Nóng. số 1. Bên đây nó vàng ha. Chuột quay món rang hót của miền Tây nè các bạn ơi, mới vừa quay xong nè. Con chuột to rồi.
dời luôn rồi. Mình nướng nướng mà riu riu quá trên cái lửa hoài á là nó mới giòn mà nó đỏ quá, thịt thấm và thịt đỏ ao luôn à. Nhà mình không có ăn các bé nhà mình không có thích ăn nó còn hơi tươi tươi cho nên nướng cho thật là khô luôn. Heo quay chứ không bằng cái con này đâu nha. Ngon quá các bạn ơi, nhìn mới thèm.